Toàn lưới mến chào các anh chị và các bạn. Thì tiếp tục trong cái video ngày hôm nay thì Toàn cũng sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn những cái cách mà mình đan lưới dây thừng trang trí nha. Thì trên màn hình các anh chị và bạn xem đây là cái mắt lưới mà ngày hôm nay Toàn muốn chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn nha. Đang ô vuông trên cái dây thừng là dây thừng đây. Rồi, bây giờ mời các anh chị và các bạn xem Toàn làm như thế nào để chia sẻ đến cho các anh chị nha. Để các anh chị biết cách mình có thể tự làm tại nhà nha. Nếu các anh chị xem xong video thấy hữu ích nhớ nhấn like, đăng ký để Toàn tiếp tục ra video chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video. Rồi, bây giờ không làm mất thời gian của các anh chị và các bạn nha. Tiếp tục Toàn sẽ đan thêm một cái mắt lưới chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn cái cách mình làm nha. Thì ở cái bước thì Toàn xin làm ngay cái bước này. Thì ở bước đầu tiên thì Toàn có chia sẻ trên những video đầu rồi. Nếu các anh chị và các bạn mình mới xem lần đầu có thể xem lại những video trước đây nha. Rồi bây giờ Toàn sẽ chia sẻ đến cho các anh chị và các bạn các bước làm. Đó, đầu tiên các anh chị và các bạn xác định cho Toàn đây là cái dây theo chiều dọc nha, còn cái dây này theo chiều ngang. Rồi các anh chị để cái dây chiều ngang nằm ở dưới cái dây chiều dọc đó, rồi mình canh cái khoảng cách bằng với lại cái khoảng cách mà mình cần nha. Đây mình giữ ở đây, sau đó các anh chị vòng qua, các anh chị vòng qua nha, để vậy cho Toàn đó, để vậy cho Toàn nha. Đó, các anh chị giữ chặt nha. Rồi các anh chị lấy cái dây dọc này nè đó, theo chiều này nè, các anh chị vòng qua đây các anh chị xỏ vào nè, các anh chị vòng qua đây nha đó, các anh chị xỏ vào cái vòng này, các anh chị siết đó, các anh chị siết nha đó. Khi mà xỏ qua hết rồi các anh chị giữ chặt cái đầu này, các anh chị siết lại đó, sau khi siết lại cái chiều dọc xong các anh chị kéo cái chiều ngang, rồi siết cái mắt lưới lại. Rồi các anh chị các bạn thấy không, cái mắt lưới này với mắt lưới trên này nó giống nhau không? Thì đây là cái mắt lưới ngày nay Toàn muốn chia sẻ đến cho các anh chị các bạn cách làm. Tiếp tục nha, cái dây nằm ngang các anh chị để ở dưới. Đầu tiên các anh chị canh cái khoảng cách của cái dây cái ô đó, các anh chị vòng qua đây nè, vòng qua đây giữ chặt cái điểm này nha, mình giữ chặt cái điểm này nha. Rồi mình lấy cái dây chiều dọc mình vòng lên nha, vòng qua đây xỏ vô cái ô này, cái lỗ này, rồi mình kéo siết nha. Đó, bây giờ mình chuyển tay nè, mình chuyển tay mình giữ cái dây này cho chặt, mình siết vô nó, siết cái chiều này xong bắt đầu mình sẽ siết chiều bên đây, giữ chặt kéo cái mặt lên đó. Như vậy mình đã làm xong một ô nè. Rồi tiếp tục qua đây nha, tiếp tục qua đây nha, cái dây chiều ngang mình nằm ở dưới, mình vòng qua đây móc cái lỗ này, mình vòng lại thành một cái vòng tròn như thế này, để qua đây lấy cái dây chiều dài này nè, lấy dây này nè, chiều dài nè, cái dây vòng qua đây xỏ vào cái lỗ này thì kéo đó, khi kéo gần hết á các anh chị lấy cái tay giữ chỗ này lại, giữ chặt nha, đừng để cho nó chạy nha. Đó, mình kéo xong rồi mình để bên đây, mình kéo về bên đây, nó cái bước này là cái bước mình rút cái mắt lưới thôi đó. Rồi tiếp tục nha, bây giờ mình sẽ đang từ bên phải ngược lại, tiếp tục tiếp tục nha.
Nè, cái dây chịu ngang này nằm ở dưới nè, mình thòng một cái dây vậy nè, xoay lại vậy, nó thành một cái lỗ để mình tọt qua nha. Rồi cái dây chịu dọc nè, cái chị vòng qua đây, nó xỏ vòng qua hết đây, xỏ qua cái lỗ nè, đó, giữ chặt cái điểm này để mình kéo cho nó hết cái dây nha. Sau đó tí xíu mình sẽ siết lại đằng sau. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái dây ngang này nè để mình siết cái dòng này lại. Đó. Đó, như vậy là mình đã được một mắt lưới ha. Tiếp tục nha. Dây này nằm dưới. Dây này nằm dưới, thông qua đây. Xoay qua. Dây chiều dọc. Xỏ trên là xỏ vô cái lỗ này kéo. Giữ chặt cái điểm này, kéo cho hết dây. Sau đó mình siết cái dây bên này. Kéo cái dây này. Rồi. Lưới tiếp tục. Video này thì Toàn cũng sẽ thị phạm cho các anh chị và các bạn cái cách làm thôi nha. Toàn đang mẫu thôi. Tiếp tục cho nó nằm ngang. Xoay qua đây. Xoay. Xoay cái vòng này. Giữ chặt đây. Cái dây dọc mình vòng qua. Mình luồn vào cái lỗ này. Kéo. Đây Toàn làm lại nha. À, cái dây nằm phía dưới rồi, tạo thành cái vòng đây, xoay cái vòng nó qua cho nó thẳng vậy nè. Rồi cái dây chiều dọc sẽ vòng qua bên cái ô này đó. Rồi các anh chị và các bạn mình xỏ vô cái lỗ này nha, giữ chặt cái điểm này, kéo cái dây này cho hết. Sau đó mình sẽ kéo cái dây ngang. Kéo dây ngang siết lại. Rồi. Như vậy mình đã làm xong. Bây giờ mình sẽ xem lại. Đó, mình làm xong rồi nè. Rồi. Video của Toàn chia sẻ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các anh chị và bạn đã xem video. Nếu thích thì video nhớ nhấn like và đăng ký để tiếp tục theo dõi những cái video mà Toàn chia sẻ trên kênh YouTube Toàn Lưới Đi Quay. Rồi, nếu các anh chị bạn thấy hữu ích, nhấn like và đăng ký để tiếp tục nhận những video mới Toàn chia sẻ trên kênh YouTube. Cảm ơn các anh chị và các bạn. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn các anh chị. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.